Ủa, cả nhiêu? Kéo lên, lấy cồng đi. Ôi, rất tuyệt vời. Có cá nhồng, cá cơm. Cá nhồng, cá mập. Cá nhồng, cá mập, cá cơm. Ủa, nhiều à, mẹ nó nhiều à. Lời đầu tiên, chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và các bạn. Xin trân trọng kính chào quý cô, quý chú, quý bác là khán giả của kênh Khám phá Việt Nam TV. Và chiều hôm nay, chúng tôi đang có mặt tại bãi biển của thành phố Đà Nẵng để ghi lại những hình ảnh của ngư dân đang thực hiện việc kéo cá gần bờ. Và hiện nay thì chúng tôi đang có mặt ở trên bờ biển, và phía đằng sau kia thì những ngư dân đang chuẩn bị lưới, nông cụ và thúng nhỏ để ra ở các khu vực gần bờ này để kéo cá. Hoạt động kéo cá là một trong những hoạt động thường niên của ngư dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kéo lưới như thế nào? Xin mời tất cả quý vị và các bạn. Hiện nay thì các ngư dân đang đưa nông cụ và cái thuyền thúng này ra bên ngoài để chuẩn bị tiếp tục cho mẻ lưới tiếp theo đấy các bạn. Tiếp tục ra khơi. Nặng không bác? Tiếp tục. Ô. Đã có quyền đạt. Hiện nay thì các ngư dân đang tiếp tục đưa lưới, nông cụ và cái thuyền thúng nhỏ này các bạn này để ra ngoài kia và tiếp tục để lấy mẻ cá tiếp theo đấy các bạn. Đấy. Chúng tôi sẽ di chuyển tới hướng ở đâu kia để ghi lại một số hình ảnh cho tất cả các bạn xem cái hình ảnh của các ngư dân đang kéo cá trong chiều hôm nay đấy các bạn. Kéo này nặng không chú? Nước nó nặng nha. Ô cá đẹp chưa? Cố lên. Chú. Come on.
Thưa tất cả quý vị và các bạn, hiện nay thì các ngư dân đang thực hiện cái hoạt động kéo lưới của mình. Và như chúng ta đã biết, sau một thời gian các ngư dân phải nghỉ ở nhà để phòng chống dịch bệnh COVID. Và trong chiều hôm nay thì thời tiết rất là thuận lợi. Vì vậy, chiều hôm nay tại bãi biển thành phố Đà Nẵng thì có rất nhiều ngư dân tham gia các hoạt động kéo lưới. Và chúng tôi rất là hy vọng chiều ngày hôm nay thì những ngư dân sẽ có những mẻ lưới rất là tuyệt vời và có nhiều cái con cá để cho chúng ta có thể thưởng thức những cái món cá tươi, những cái món đặc sản, hải sản của thành phố Đà Nẵng sau một thời gian chúng ta phải nghỉ giãn cách xã hội theo quy định của chính quyền địa phương. Vì vậy chiều hôm nay thì kênh Khám phá Việt Nam TV sẽ có mặt tại khu vực này để ghi lại một số hình ảnh rất là đẹp của những ngư dân đang thực hiện hoạt động kéo lưới trên bãi biển của thành phố Đà Nẵng, để cho chúng ta cùng chiêm ngưỡng và biết được cái hoạt động kéo lưới của những ngư dân Đà Nẵng như thế nào đấy các bạn. Và như chúng ta đã biết thì đây là một trong những hoạt động thường ngày của ngư dân thành phố Đà Nẵng, khi mà những ngư dân ra khơi hoặc là những ngư dân có các cái hoạt động bắt cá ở sát bờ đấy các bạn. Thì đây là cái hoạt động bắt cá sát bờ của ngư dân thành phố Đà Nẵng. Và họ đã dùng những cái mẻ lưới này, cái mẻ lưới này rất là lớn và phải có đến khoảng gần 20 người thì mới có thể kéo được cái lưới này đấy các bạn. Và hiện nay thì mọi người đang thực hiện cái hoạt động kéo lưới, thì tí nữa khi nào mà lưới nó vào ở bên trong thì chúng tôi sẽ ghi lại hình ảnh cho các bạn xem cái kết quả kéo lưới của các ngư dân như thế nào đấy các bạn. Đấy, như chúng ta nhìn thấy trên màn hình thì có đến là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, khoảng 20 người đấy các bạn, khoảng 20 người để có thể kéo được một cái lưới lớn như thế này. Và tí nữa chúng ta sẽ xem kết quả của ngư dân kéo lưới như thế nào, xem nó có đem lại cho các anh ngư dân này cái sản phẩm có nhiều hay không, có nhiều cá tôm hay không. Và chắc chắn đây là cái loài hải sản mà rất là tươi, kéo trực tiếp ở biển lên. Và phía trên kia thì rất là nhiều người dân họ đang xem quan sát ở trên kia và họ đang chuẩn bị để mua những cái món cá tươi này để về ăn đấy các bạn. Và hiện nay thì cái mẻ lưới đang chuẩn bị vào bờ để cho chúng ta xem chiều hôm nay thì sản phẩm của các anh ngư dân này có nhiều hay không. Và tất nhiên là những người dân ở trên bờ hoặc như chúng tôi thì rất là mong muốn mẻ cá này thật là đầy lưới, mẻ cá này thật là đầy lưới, cá thật là nhiều và cá thật là to để cho bù đắp lại cái công lao của các cái ngư dân đang khổ cực trên bờ biển chiều hôm nay. Hiện nay là mẻ lưới sắp vào rồi các bạn, mẻ lưới sắp vào rồi và mọi người đang rất là khẩn trương để thu lại các cái lưới, thu lại lưới để cho cá nó khỏi nhảy ra ngoài đấy các bạn. Trên kia là ngư dân khá là đông. Nhân dân, người dân đang chờ để mua cá đấy các bạn. Cố lên, ô cá nhiều rồi. Rù cá, ô cá nhiều rồi. Hoạt động kéo lưới của ngư dân ở trên biển rất là khổ đấy các bạn. Phải đến 20 người mới kéo được một mẻ lưới như thế này. Và khi kéo thì rất là mong muốn cá nhiều. Tuy nhiên cũng tùy theo
hên xui đó các bạn, lúc thì nhiều lúc ít các bạn. Ô lên. Tuyệt vời, cá rất là nhiều. Nhưng mà cá nhỏ quá. Không có cá lớn. Ô nhiều ở trong cái đùm á, trong đùm nhiều lắm. Có con sữa kìa, con sữa. Sữa. Cơm rồi cá nhồng rồi cá Đây.
Ba đập. Cá này mà kho lên một dĩa rồi hai người làm thêm thùng nữa là ngon. Thùng uống gì hết anh? Thêm thùng la rô nữa. Uống gì hết? Hai thùng đấy. Hai thùng. Khoảng thùng la rô nữa là ngon tuyệt vời luôn. Hiện nay thì ngư dân đã đánh cá lên và cá rất là tươi, cho nên người dân ở đây họ mua rất là nhiều đó các bạn. Và có rất là nhiều loài cá, cá to có, cá nhỏ có, thì tùy theo sở thích của người dân thì họ sẽ mua và gia đình họ sẽ bán cho những người nào có nhu cầu mua thì còn bán bình thường đấy các bạn. Đấy, người dân đến càng lúc càng đông, rất là đông. Cứ từ từ, cứ từ từ, bình tĩnh. Đấy, mới kéo lên cá rất là tươi cho nên người dân mua nhiều. Người dân mua rất là nhiều. Cái con cá đó là cá cơm mà chú. Cái cá này là cá cơm à? Ồ, cá cơm ngon này. Cá cơm này tươi này. Cá cơm nhiều à. Toàn cá cơm không hả? Chiều nay cá cơm nhiều. Đẹp rồi. Cá tươi rói luôn. Cá cơm đây, ai mua cá cơm đây? Cá tha hồ là cá. Cá tươi. Cá tươi.
ăn cá này cho nó an toàn. Có tiền mua cá này về ăn là ngon nhất. À, như chúng ta biết là cá người ta vừa kéo lên rất là tươi, cho nên là người dân họ rất là có nhu cầu mua đấy các bạn. Và chúng ta mua những cái loài cá này thì ăn cực kỳ ngon bởi vì nó rất là tươi, do ngư dân là kéo trực tiếp ở biển và người ta chỉ có lao động trong vòng khoảng 3 tiếng đồng hồ thôi các bạn. Có nghĩa là người ta di chuyển ra ngoài kia, người ta thả lưới, sau đó thì kéo lưới vào và đưa cá lên, sau đó là bán cho người dân luôn. Cho nên cá rất là an toàn, rất là tươi, cá rất là ngon và chúng ta có thể lựa chọn tùy theo sở thích của mình. Có loài cá nhỏ, có loài cá lớn thì mình thích loài cá nào thì mình mua loài cá đó các bạn. Và người dân ở đây họ rất là chuộng ăn đồ tươi, người ta rất là thích mua những cái loài tươi sống như thế này, ăn rất là ngon và đặc biệt là rất là an toàn, rất là sạch, một thực phẩm cực. Như vậy sau khi kéo lưới xong thì những ngư dân này sẽ thực hiện một cái giai đoạn cuối cùng, đó là thu lưới về. Sau khi thu lưới về thì người ta sẽ làm sạch lưới và bỏ vào cái thuyền thúng kia, sau đó kéo lên bờ để chuẩn bị ngày mai mọi người sẽ tiếp tục kéo cá. Và đây là một trong những giai đoạn rất là quan trọng, bởi vì sau khi người ta thu lưới xong thì người ta sẽ rủ lưới và lặt rác cho nó sạch sẽ và rửa sạch lưới, đồng thời sẽ đưa lên ở trên bờ để bảo quản và ngày mai tiếp tục mang ra để tiếp tục kéo đấy các bạn. Đấy, một hình ảnh rất là đẹp. Và hiện nay thì trên bãi biển trời về chiều, một hình ảnh rất là tuyệt vời. Phía bên kia là bán đảo Sơn Trà đấy các bạn. Đấy, phía bên kia là bán đảo Sơn Trà. Một lần nữa, kênh Khám Phá Việt Nam TV xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả, quý cô, quý chú, quý bác cùng toàn thể các bạn đã đón xem và ủng hộ cho kênh Khám Phá Việt Nam TV. Xin chào và hẹn gặp.